Kính thưa quý vị, vừng là một thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều chất béo thực vật, không chứa cholesterol. Vừng giàu omega 3 và omega 6, đó là những axit béo thiết yếu mà cơ thể không thể tạo ra được. Những chất béo này thì có tác dụng là tạo ra năng lượng cho cơ thể và giúp cho quá trình hấp thụ những vitamin tan trong chất béo như vitamin A, vitamin D, vitamin E hay là vitamin K. Và đặc biệt là vừng còn giúp bảo vệ tim khỏi những nguy cơ bị tổn thương do lão hóa hoặc do những bệnh lý suy thoái. Bên cạnh đó thì vừng còn giúp giảm được nguy cơ bị xơ vữa mạch máu hay là thiếu máu cơ tim. Và ngay sau đây hãy cùng với CT News tìm hiểu về công dụng hữu ích của vừng trong việc chữa bệnh cũng như là những sai lầm mắc phải khi sử dụng vừng các bạn nhé. Công dụng hữu ích của hạt vừng trong chữa bệnh. Các bệnh tim mạch. Vừng có chứa nhiều chất béo không bão hòa, các chất chống oxy hóa nên đặc biệt tốt cho tim mạch. Vừng cũng là thực phẩm giàu magie, chỉ với 1/4 chén vừng, khoảng 36g hạt vừng sẽ cung cấp tới 31,6% nhu cầu magie hàng ngày. Hàm lượng magie cao trong hạt vừng cũng giúp làm giảm và ổn định huyết áp, ngăn chặn những cơn đau tim, đột quỵ, có tác dụng giảm cân. Không chỉ vậy, hạt vừng còn có chứa hai loại chất xơ đặc biệt là sesamin và semamolin thuộc nhóm lichen. Hai chất xơ này đã được chứng minh là có tác dụng giảm cholesterol ở người, ngăn ngừa huyết áp cao và kích thích giảm cân. Phòng chống ung thư. Trong hạt vừng còn có chứa phytoestrogen, là một loại hợp chất có cấu trúc hóa học tương tự như cholesterol nên có khả năng làm giảm cholesterol trong máu. Theo kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí Nông nghiệp và Hóa thực phẩm, hạt vừng là loại thực phẩm có chứa hàm lượng phytoestrogen cao nhất, khoảng 400-413mg trên 100g. Hợp chất này còn giúp tăng cường miễn dịch và giảm nguy cơ một số loại ung thư. Ngoài ra, trong hạt vừng còn chứa một lượng lớn chất khoáng canxi. Trong 1/4 chén vừng cung cấp tới 35,1% nhu cầu canxi hàng ngày, một loại chất khoáng được chứng minh là có hiệu quả trong việc bảo vệ tế bào ruột kết khỏi các hóa chất gây ung thư, giúp xương chắc khỏe. Ngoài cung cấp canxi khoáng chất chính trong quá trình tạo xương, vừng còn cung cấp 20% nhu cầu kẽm hàng ngày giúp xương luôn chắc khỏe. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ cho thấy, chế độ ăn ít kẽm làm cho nồng độ chất khoáng trong máu thấp, dẫn đến hiện tượng loãng xương hông và xương cột sống ở đàn ông lớn tuổi. Với 1/4 chén vừng khoảng 36g, có thể cung cấp tới 70% nhu cầu khoáng chất đồng hàng ngày. Điều này đồng thời cho thấy tiêu thụ vừng có tác dụng làm giảm cơn đau và sưng trong điều trị viêm khớp dạng thấp. Tốt cho hệ thần kinh. Vừng cung cấp các vitamin nhóm B, B1, B2, B3, B6 và B9, những vitamin cần thiết cho hình thành và hoạt động của hồng cầu, hoạt động của hệ thần kinh, hỗ trợ cơ thể chuyển hóa năng lượng từ thức ăn. Đó chính là lý do tại sao tiêu thụ vừng lại tốt cho hệ thần kinh. Tốt cho hệ hô hấp. Magie cũng được chứng minh là có tác dụng giãn cơ, mà magie có nhiều trong hạt vừng. Vì vậy, sử dụng hạt vừng giúp ngăn ngừa sự co thắt đường hô hấp trong bệnh hen suyễn, ngăn ngừa những cơn đau nửa đầu, làm giảm và ngăn ngừa hội chứng tiền kinh nguyệt. Những sai lầm khi sử dụng vừng. Tuy vừng rất có tác dụng trong việc chữa bệnh, nhưng nhiều người nghĩ ăn vừng có thể thay cơm để phòng và chữa đái tháo đường, tăng huyết áp và sữa vỡ động mạch. Theo các chuyên gia Viện Dinh dưỡng Quốc gia Mỹ, điều này hoàn toàn phi khoa học. Ăn như vậy sẽ thiếu dinh dưỡng, dẫn tới bệnh lý hoặc làm bệnh nặng hơn. Lý do là bởi vì trong vừng chứa rất ít bột đường, gần như không có, trong khi nhu cầu dinh dưỡng ở người bình thường hay ăn kiêng để kết hợp điều trị như đái tháo đường, tim mạch, huyết áp, xơ vữa thì vẫn phải đảm bảo các nhóm thực phẩm cơ bản như chất đạm, chất béo, bột đường, vitamin, muối khoáng, nước hay chất xơ. Vì vậy, trong bữa cơm, vừng chỉ có thể được xem là một thực phẩm bổ dưỡng dùng để bổ sung, cung cấp thêm dưỡng chất cũng như tăng cường nguồn năng lượng từ chất béo cho bữa ăn, chứ không thể thay thế hoàn toàn cơm. Theo Đông y, vừng thuộc hàn, nếu người thể hàn dùng sẽ dễ sinh tiêu chảy, nếu dùng nhiều lâu dần sẽ hỏng đường tiêu hóa. Vì vậy, những người có tính nhuận trường, bụng yếu hay bị tiêu chảy thì sẽ không nên dùng.